Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Kali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một buổi tối bên mỹ thật vui vẻ tốt đẹp và hạnh phúc bên gia đình. Vâng, còn các bạn bên Việt Nam thì bây giờ là đã đón ngày thứ tư rồi phải không các bạn? Vâng, xin chúc cho tất cả quý vị cũng được nhiều sức khỏe và không được chủ quan vì dịch Covid-19 ở đâu đó nó vẫn là một cái tiềm ẩn và con số nó vẫn cũng còn ngất ngưỡng lắm các bạn cũng 7 tấm ngàn 7 tấm ngàn nhưng mà chưa chính xác đâu nghe có thể là cao hơn nữa và ở Mỹ cũng vậy con số cũng vẫn là 5 6 ngàn cho California không biết tại sao mà dân Mỹ cũng đã chích mũi thứ ba rồi mà người nhiễm bệnh thì cũng vẫn còn nhiều nhất là những người không chịu chích thuốc một số người họ không chịu chích thuốc và họ tụ tập đông người với nhau cái tụ tập đông người là cái mà gây ra dịch bệnh rất nhiều nhất và ở Mỹ này nhiều người đó, họ họ xuống đường các bạn họ nhất định là họ không dùng chích thuốc họ đi biểu tình họ nói đây là cái uh, việc của họ chọn lựa thân thể của họ không ai ép buộc họ được và cũng chính vì họ đã tạo ra con virus này nó biến thể khi mà những người không uh, có thuốc chứ không chích thuốc đó họ tập trung rồi ăn nhậu và nói chuyện rồi ca hát rồi hoặc là làm những chuyện gì tụ tập đông người là không nên rồi trong cái mùa dịch này đã làm cho con uh, coronavirus nó biến thể hơn và nó cũng trầm trọng và nó nguy hiểm hơn cho nên chúng ta đừng chủ quan à, lúc nào cũng vậy California, Cali Sài Gòn cũng mong rằng uh, các bạn uh, được nhiều sức khỏe và cẩn thận với sức khỏe của mình và cho uh, người thân trong gia đình Vâng bây giờ quay về uh, câu chuyện của cháu Hồ Văn Cường Vâng thì uh, Cali cũng biết được rằng là um, Hồ Văn Cường đã có một cái tin mừng đó là tin mừng cũng như là cái tích của mình chạy ở ngoài là cháu hồ văn cường trong uh, tương lai sẽ có một live show ca nhạc cùng với lại nam danh ca ngọc sơn đây là một điều rất là đáng mừng với các bạn ha vâng bầu Thủy đã có nói rằng anh ta sẽ hỗ trợ hết mình uhm, cho cháu hồ văn cường và trong một ngày gần đây thì uh, bầu thụy sẽ hỗ trợ có một cái ekip dàn chuyện rất là chu đáo không thu gì ở hải ngoại cho nam danh ca Ngọc Sơn và dĩ nhiên sẽ lăn xê và sẽ mời cháu Hồ Văn Cường cùng đứng chung một sân khấu với lại danh ca Ngọc Sơn đây là một cái điểm đáng mừng mà tất cả ai nấy đều mong muốn dĩ nhiên có nhiều bạn hỏi không thể được vì lúc này chính phủ đang có lệnh 5k hoặc là đang trong dịch bệnh thì làm sao mà tổ chức live show ca nhạc được này khi nọ Vâng, đây chỉ nói là tương lai Bây giờ chúng ta phải chấp nhận sống chung với lũ rồi các bạn ơi Vâng, Covid-19 thì nó có bất cứ chỗ nào trên luôn rồi Bây giờ châu Âu hiện giờ cũng đang nặng nề lắm đó, với Úc nữa à, Thì bây giờ trong cái, cái này người ta nói là dự trù trong tương lai Vì chuẩn bị cho một live show, nhiều khi là ít nhất cũng phải mấy tháng Hoặc kéo dài tới một năm chương trình nó mới ra được À, nhất là trong thời buổi mà đại dịch như thế này thì uh, sự chuẩn bị nó phải cần chu đáo hơn nữa và nó cần uh, thiết bị nhiều hơn nữa để chống lại dịch bệnh cho nên thời gian cũng rất là lâu đây chỉ là nói về một cái tin để cho tất cả chúng ta uh, được biết về tương lai và nghệ trong nghệ thuật ca hát của cháu hồ văn cường mà thôi Và cái điểm này cái cái tin này thì là đáng đáng mừng và độ chính xác của nó cũng hơn 90 đó các bạn và cũng có một số uh, quý khán giả và các bạn cũng đã biết được cái tin này rồi mình uh, nghĩ là như vậy Vâng thì uh, nếu không có cái gì mà trở ngại mình thấy uh, nam danh ca Ngọc Sơn cũng rất là yêu mến cháu Hồ Văn Cường và rất là thương tiếc cho cố ca sĩ Phi Nhung mỗi lần uh, nói nhắc đến Phi Nhung thì uh, Họ nói một câu mà bên người làm nghề hay nói là Anh ba nghẹn nghẹn nước mắt, nó không nên lời Vì có rất nhiều kỷ niệm với lại cô ca sĩ Phi Nhung Và họ cũng cùng chung với nhau một giọng nhạc Bolero, chữ tình, lãng mạn, dân ca Và nói về tình mẹ, tình cha rất là nhiều và riêng về Kali uh, tôi cũng rất mừng cho cháu Hồ Văn Cường đã uh, được uh, danh ca Cọc Sơn để mắt tới và bầu Thụy cũng sẽ um, hết mình để như uh, bằng là lăn xê trong cái con đường nghệ thuật cho cháu Hồ Văn Cường bước nó ngắn hơn thay vì chúng ta phải đi một đoạn dài vì dài, bây giờ có nhiều người giúp đỡ như vậy thì uh, con đường mà đạt tới thành công á, của cháu á, rất là mau lẹ có một số người thì nói nếu ngày xưa à, không có phi nhung nhận làm con nuôi thì có lẽ hồ văn cường cất bước à, nhanh hơn và sẽ không xảy ra những chuyện đáng buồn như bây giờ. Cái chuyện này thì mình không có dám nói các bạn ơi. À, mình nhưng mà điều này mình cũng phải công nhận là cũng phải có nhờ phi nhung à, dẫn từng bước một giống như là có một cái nền tảng những viên gạch gì đó để cho hồ văn cường cất bước lên đi nó dễ dàng hơn nhưng trong những cái vấn đề này nó cũng có cái khuất tích à, một chút xíu và bây giờ đa số thì người ta um, chỉ trách là cái người ekip quản lý của cố ca sĩ phi nhung thôi chứ người ta không có trách phi nhung nhiều, người ta không có trách gì mà mà họ chỉ lên án quản lý của của hồ văn cường có nhiều người còn nói rằng là vì ăn tiền của hội của hộ cháu Hồ dẫn cường không được nữa cho nên có những hành động không phải là con người có những hành động không có tính nhân văn nữa à, nó quá là búa rìu à, trong những lời bình luận mà lên án người này lên án người kia nhưng mà đừng có dùng những cái từ mà nó quá kích quá đáng đó các bạn là mình không có thích gì mấy à, các bạn cũng thông cảm cho mình nhiều khi mình xóa những danh từ mà các bạn đã kích một người nào nó quá nó quá thậm tệ đi à, nó nó dùng những từ mà không có ở nơi đây các bạn cũng thấy nhan nhản trên YouTube rất nhiều người dùng danh từ mày tao mây tớ hay là đi em hay là những danh từ chửi nó 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 mình nghe nó nó kỳ kỳ lắm nha tại vì mở youtube đôi lúc á, có những trẻ em dưới 18 tuổi coi nữa cho nên chúng ta cẩn thận lời nói một chút xíu. rất cảm ơn quý vị thật nhiều. đây cũng giống như là Thủy Lê Thanh hả? vâng, đây là các bạn. thí dụ mà dùng tới như thế này là tuổi bay xúc vật khốn nạn, không thấy hồ Dân cường và cả gia đình nói giống ơn bạc là cái cái một đứa trẻ như vậy và gia đình người ta chất phát thực thà như vậy mà mà bạn lại dùng cái danh từ này thì là mình xóa ngay, mình không thích những cái người mà có vẻ ăn nói có vẻ hơi hồ đồ một chút xíu á. À. <laughs> vâng, thì bây giờ để tiếp tục mình đọc những cái comment của quý khán giả. Để xem họ nói gì và nhắn gửi gì cho đến cháu Hồ Văn Cường Và chúng ta cũng biết rằng Trong cái ngày mà um, Cúng thất 49 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung thì không có mặt Hồ Văn Cường ở đó Lý do tại sao Và vì sao không tới Nó có ảnh hưởng gì tới em Trong tương lai hay không Hay là em sợ gì mà không tới Hay là Ekip quản lý cũ đã có những hành động gì mà để cho hồ văn cường lo lắng hay là phân tâm hay là em đã nghĩ đến chuyện cho ai mà em không đến nơi đó bây giờ chúng ta cùng chia sẻ với nhau rất nhiều các bạn ha mình rất thích đọc những cái comment của các bạn uyên vũ thật không biết nói gì hơn khi câu chuyện chưa kết thúc mình cũng rất yêu phi nhung và mến phục về giọng hát rất riêng của cô ấy khi còn sống cô ấy rất yêu cường việc các con cô ấy được đứng trên sân khấu Thúy Nga là mong ước vô cùng của cô ấy. Giờ không còn cường, chắc gì Phi Nhung đã vui. Mình không thể hiểu được cái cách một tập đoàn người lớn đi tấn công một đứa trẻ như vậy. Nhìn cảnh gia đình Hồ Văn Cường trắng tay mà thấy xót xa. Dù sao, mình cũng đứng về phía gia đình Hồ Văn Cường vì quá nghèo, học vấn thấp mà sinh ra được đứa con có tài đã không được hưởng mà còn bị tai tiếng đủ điều. Quỳnh Nguyễn cùng quan điểm với bạn. Bữa rày cứ nghe hoài Cường hát bài ngồi buồn nhớ mẹ. Mà xót xa cho hai mẹ con ruột của Cường nhìn Cường là chảy nước mắt. Nhất là hình Cường đi xe máy đi học. Còn Phương Mỹ Chi thì đi ô tô xuống xe ngay trước cổng thấy xót xa lắm. Kiều Xuân Nguyễn Thị Tôi cần anh và những ai yêu mến cháu Hồ Văn Cường Phi Nhung nên động viên và mở rộng vòng tay thương yêu che chở bảo vợ bảo vệ giải thích cho cháu hiểu chữ hiếu thảo bằng cách hãy đến chùa cùng với các con của mẹ phi nhung cúng 49 ngày cho mẹ phi nhung được siêu thoát vì sự thật cháu hồ văn cường là được phi nhung yêu thương nhiều kỷ niệm nhất Mặc dù 6 năm nhưng trọn vẹn, giá trị thời gian hai mẹ con Hồ Văn Cường và Phi Nhung sâu đậm, tương xứng như 20 năm. Cháu đang lúng túng đến chùa cúng hay cúng ở nhà, vì có một số người suối cúng ở nhà, tôi là sợ bị trúng kế kẻ xấu lôi, kéo lệ chuẩn uh, thiếu chữ hiếu đạo, số đông thì bảo cháu đến chùa. thì chúng ta sẽ tiếp tục đọc ha, các bạn ha vâng photo thanh lê hài đúng là kiếu trời không tới anh nhỉ em cũng nuôi con khôn lớn rồi mà đang phải bao bọc che chở ở đây cường nhỏ bé đã vươn lên chính mình nỗ lực bản thân để lo cho cuộc sống mà chỉ mới mười mấy tuổi đời cường phải chịu oan nghiệt đến vậy những người quản lý lớn tuổi rồi mà lương tâm họ để ở đâu vậy? chuyện không có gì to lớn mà chỉ có bà hằng mà bà ấy gào thét cả nước ai mà bà tha đâu? À, khi chị phi nhung đang sống chị cũng bảo kệ ai nói gì thì nói mình không làm gì sai mình không sợ ấy vậy mà chị vừa nằm xuống quản lý kết hợp với trang càng để đưa cường ra chịu tội chỉ vì thù oán cá nhân, chỉ vì bà Hằng gọi tên Diễm, gọi tên Trang Kèn mà họ không làm được gì, rồi họ lôi Cường ra để dằn mặt. Làm không được, họ trù dập Cường, chứ Cường có lỗi gì đâu? Ước gì Cường sinh ra trong gia đình có điều kiện và ba mẹ có tiếng nói trong xã hội, thì Cường đâu rơi vào hoàn cảnh này, nghĩ mà thương ghê. Liệu những người quản lý đó còn bước tiếp? trên con đường cương vị là quản lý nghệ sĩ nữa hay không và còn ai có thể đủ can đảm thuê họ làm quản lý nữa hay không vâng đây là một người bạn à, tên phô, photo thành lễ à, viết cũng rất chí lý à, đặt tình thấu lý với các bạn ha thoại trang tiền chú à con cũng nghĩ như chú phải con được bằng Cường con cũng khuyên Cường tới đứng trước cổng chùa quỳ lại cũng được Tại họ không muốn cho mình tới thì mình làm vậy Cho mọi người thấy gia đình Hồ Văn Cường cũng như cha mẹ Cường dưới quê ít nói nữa Tụi quản lý ekip nó thấy gia đình Hồ Văn Cường hiền quá Thấy và nghèo nữa Nó coi thường nếu gia đình Cường mà khôn lanh thì tụi nó đâu dám Chú ơi, chú nói hay lắm, chúc chú nhiều sức khỏe ừ. Cảm ơn à, Thoại Trang Tiền nha Chắc cô này cũng à, lớn hơn tụi Cường hay bằng Cường gì đó ừ. Nguyễn Khánh hay là Nguyễn Khanh Chắc chắn Hồ Văn Cường cũng đã làm đồ cúng thất cho mẹ ở tại nhà đang ở Chắc chắn là Cường cũng khóc rất nhiều vì nhớ mẹ Chỉ cần có tâm với mẹ là đủ còn đi cúng thất cho mẹ. Để mọi người sôi không mối. Khó xử lắm mọi người ơi. Vân Đông Thị. Chào anh cali Sài Gòn. Chúc anh một ngày mới. Niềm vui hạnh phúc. Chứa trang gia đình. Cháu thật là tội nghiệp. Người mẹ nuôi ra đi. Chưa làm tròn à, nhiệm vụ cho hộ Văn Cường. Thì lại có rất nhiều mạnh thường quân yêu quý cháu. Ekip làm như vậy. Thì họ mất đi miếng mồi lớn. Mất đi à, cái tiền mà họ đang sẵn hái. Phương My, quản lý Phi Nhung mới là kẻ ăn cháo đá bát, đúng không cả nhà? Nghiệp Diêm Ngọc Diêm Phạm <laughs> Nội dung bài nói của anh Kali hay quá, rất đi vào lòng người, sắc đáng, cả tình và ý. Giá mà cháu Hồ Văn Cường nghe được bài này, giá mà bên cháu có một người bác người ông được như anh thì tốt quá cho cháu biết mấy. Mong rằng sau hôm nay mọi lùm xùm nên dừng lại để cháu Hồ văn Cường được bình tâm mà học tập và rèn luyện giọng hát. Phi Nhung siêu thoát rồi, cô ấy sẽ phù hộ cho con đẻ và con nuôi của mình tất cả là bốn 24 đứa. Vâng cảm ơn bạn Ngọc diệm Phạm. À, vâng mình à, chị thấy sao thì mình nói như vậy và cũng như là mình nói với các bạn là mình theo dõi cháu cường từ thời mà khi mà cháu mới vừa đi thi đó, cho nên mình có cái cảm tình đặc biệt riêng. Nhân tiện đây mình cũng nói về có nhiều người bạn thì nói là cháu nên đến uh, chùa pháp vân. Lúc đầu tiên thì mình tưởng là chùa giác ngộ. Uh, lúc trước trước cũng vậy, nhưng sau này mình uh, thì mới biết được là cúng tại chùa pháp vân. Thì uh, có nhiều người nói rằng cháu nên đến đó uh, quỳ lại cúng mẹ. Mặc kệ người ta nói sao người ta nói Có người thì nói là Một số người lại nói là cháu không lên đến đó Đến đó để người ta sỉ nhục à Người ta đã cắt khăn tang của cháu Người ta đuổi cháu đi trong đêm hôm đó sau khi đưa tiền cho cháu à, Số tiền 200 triệu tiền thưởng của cháu phải chi lúc đó à, 200 triệu 6 năm về trước thì làm rất nhiều việc Lúc đó mà cha mẹ của Cường lấy số tiền đó mua mảnh đất thì bây giờ đã cắt nhà được rồi. Còn à, 200 triệu bây giờ thì nó không là cái gì hết Phải không các bạn 200 triệu mà tiền thưởng của cháu Cường Idol Kids á lúc đó mà mua được mảnh đất rồi đó bây giờ 200 triệu bây giờ đâu có đáng gì nữa đâu 6 năm trước thì thì 200 triệu đó thì cũng rất lớn lắm một mảnh đất ở gò dấp lúc đó cũng đã mua được rồi và phóng các bạn hay gần gần ở đó Bình Tân đó là đại cái như vậy thì ở nơi đây mình thì lúc đầu tiên mình cũng có nói với các bạn là À, mình cũng mong rằng cháu cường đến đó để thắp nhang cho mẹ hay là quỳ lại mẹ ở nơi đây mình muốn nói các bạn nghe rằng vì cháu hồ văn cường chỉ chích có một buổi thôi à, cho nên tập trung đông người cũng không phải là đúng à, vì sức khỏe và cũng sẽ có mọi nhiều người soi mối hoặc là sẽ thấy cháu cường tới là là là, là dĩ nhiên là người ta hâm mộ và người ta mừng rỡ đông như vậy nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều cho những người khác và hơn nữa ekip quản lý cũng đã đánh tiếng rằng đâu ở nhà ở đó à, ở đâu thì cũng ở đó và cũng họ cũng biết rằng hồ văn cường chỉ tiêm có một buổi mà thôi cho nên họ đánh đồng luôn rồi à, họ lấy cái điểm này để cũng giống như là cấm em đến cái cúng thức cho mẹ nuôi của em theo ý mình á mình muốn nói đây á, mà bữa hỏi rõ mình nó không hết được mà các bạn biết À, hãy bỏ qua một bên cái à, cái những cái gì lễ nghi này kia nọ nó nó đình rang à, ý của mình muốn nói là cháu có thể à, đội khăn tang do tự mình mai rồi cái đội nón bảo hiểm mới mới ngoài đi tới đó âm thầm lặng lẽ tới đó quỳ lại mẹ rồi xong xuôi lặng lẽ đi về à, không ai biết hết à, đây chỉ nói là cái tấm lòng của mình thôi Dĩ nhiên tấm lòng nếu mà nói về tấm lòng thì ở nhà cũng được ở đâu cũng được ở đây gần chiên nhưng mà ở đây cả ly sài gòn muốn sợ rằng là sau này cháu sẽ um, um, hơi bân phân hay trong lòng hay là nói rằng ngài cũng thức mẹ tại chùa pháp vân tại sao mình không đến khi về tương lai đó cháu sẽ nghĩ tại sao hôm đó mình đến mình đến chỉ cần cúi đầu ba lại nhẹ và mình lặng lẽ ra về như vậy là tỏ lòng hiếu của mình là phải chi hồn lúc đó mình làm như vậy nhưng bây giờ ở nhà cũng được không sao À, thì theo tùy theo cách nghĩ của của hồ dân Cường. à, tại vì phật là ở tâm của mình chứ không phải đến chùa mới có phật phải không các bạn như uh, nhiều người nói đi chùa mình lại phật mà mình không có tâm thì tha là ở nhà ừ, ở nhà đã có hai người phật đó là cha và mẹ của mình à, mà mình không tròn chữ hiếu chữ đạo thì đến chùa để làm cái gì mình cầu cái gì đây phải không các bạn ha vâng à, đó là cái ý của của cali sài gòn bộ hổm có nhiều bạn hiểu lầm là à, đến đó rồi à, quỳ lại trước cổng hay là để làm um sùm lên rồi để cho quản lý ra đủ xua hay làm kia mình chắc chắn là ban quản lý sẽ không dám đủ xua đâu nhưng mà họ sẽ có những cái chỉ động thái khác à, mà cũng làm cho cường cũng khó xử nữa cho nên ý của mình muốn nói là đội dần thanh tan đeo nón bảo hiểm à, vái lại ba lại nhanh nhẹ, lặng lẽ âm thầm rồi nhanh rồi từ rồi đi về đó như vậy để giống như là sau này sau này tùy theo mỗi người cách nghĩ thôi Đây là cách nghĩ của của riêng mình à, thì à, không có hối hận à, từ đây trong tương lai thì à, khi nào mà có những khi mà lớn tuổi rồi thì cháu nhìn lại cho nó ở à, hôm đó à, cũng thức mẹ à, mình cũng đã đến nơi để à, à, lại mẹ ba lại Ừ. còn à, ở nhà thì cũng được ý mình nói ở đây không phải là à, mình à, nói em không cháu không đi đến, đến đó là sai không phải là như vậy. đó hồi nãy mình có cách nghĩa à, đi đến đến nơi đi đến chùa và trong lòng không phải là từ tâm không có phật ở trong tâm thì đến để làm gì? đó là ý của mình là như vậy. vâng à, mình tiếp tục nha các bạn ha. À, toàn lê kênh cali nói chuyện rất có đức không phải như kênh ông lâm lúc nào cũng lên chửi phi nhung rồi fan ngu fan cuồng à, nghe rất là ghét ổng cali nói rất hay nói đúng người ta sẽ mới nghe à, vâng cảm ơn anh toàn lên nhiều nha à, thì mình cũng giống như anh thôi mình thấy sao thì mình nói vậy mình thấy ai áp bức một người mà không đủ uh, tiếng nói để đáp trả lại mình thấy uh, em cường cứ gục đầu khi bị tra tấn khi bị nói này đó, kia, nó kia nọ nó nó nhối lòng lắm các bạn thật tình, tình luôn tại cái con nếu mà con của mình đứng đó mình chịu nổi không các bạn nghĩ ra nếu mà đêm, xin lỗi các bạn nếu mà con của mình bị một người tra khảo một người làm như vậy các bạn có chịu nổi hay không các bạn trả lời đi phải không thì đừng nói con người ta ừ, một đứa như vậy mà các bạn còn nói là nó cả gia đình người ta ăn cháo đá bát thì không hiểu được các bạn nói cái gì luôn luôn Bình Phương Trương. Theo mình nghĩ họ không muốn Hồ Văn Cường đến để cộng đồng mạng cho là Hồ Văn Cường bất hiếu. À, cái bạn này nghĩ là nói họ không có muốn ekip quản lý đó không muốn cho Hồ Văn Cường đến đó để cho cộng đồng mạng sẽ nói rằng cháu Hồ Văn Cường là kẻ bất hiếu. À, các bạn thấy không? Có nghĩa là bữa trước á nói cũng chết, không nói cũng chết. Bữa nay á, họ ép họ làm dàn dựng kiểu này cũng như kiểu mà đến cũng chết mà không đến cũng chết đường nào cũng bị hết trơn á cho nên chúng ta là người lớn phải hiểu dùm mình cũng đồng quan điểm với kênh muốn cho hồ văn cường đến chùa đốt nhang cho mẹ nhưng rồi mình cũng thông cảm và thương cho em ấy mọi việc làm em bất an tâm trí có lẽ em sợ đối diện với những người đó sợ truyền thông vân vân em không chịu nổi mong mọi người hiểu và thương cho em cường Chi Nguyễn, tình cảm Hồ Văn Cường và mẹ nuôi Phi Nhung rất sâu đậm. Chỉ vì quản lý mà đẩy cháu ra khỏi nhà còn cắt khăn tang Thật là đau lòng quá. Cháu không đến được ngày 49 của mẹ Phi Nhung. Cũng cũng được. Cháu cũng ở nhà riêng của cháu à, là quý. Mẹ tưởng nhớ đến mẹ là được rồi. Chúc Cali Sài Gòn nhiều sức khỏe, bình an. Vâng, à, cảm ơn uh, bạn Chi Nguyễn. Vâng, cũng có những hình ảnh mà cháu hồ văn cường lập bàn thờ tại nhà tại chung cư và làm cơm để cúng mẹ. Không những cúng một ngày bốn chín ngày mà hầu như là ngày nào cũng cúng. Đó là cái cái một cái thông tin mà người quen biết của cô giáo quanh đã cho mọi người biết như vậy. <laughs> một đứa con như vậy mà các bạn có nhiều bạn cái lên nói chửi rủa người ta. Chẳng hạn như là tôi không thích bạn đi tôi cũng gọi bạn là bạn à, trên diễn đàn nhưng nhiều người đó lên là mày tao mày tớ mày này này thằng kia con nhỏ này con nhỏ sao mà dùng những danh từ để cái mình thấy nó 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 khó chịu ghê luôn á bích phương trương theo mình nghĩ họ không muốn hồ văn cường đến để cộng mạng cộng đồng mạng cho là bất hiếu à cái này mình đọc rồi đó các bạn ha à, nguyễn nguyễn hay là nguyên nguyên À, bạn coi uh, này bạn là nguyễn nguyễn hay bạn là nguyên nguyên hồ văn cường và gia đình em là những người tay lắm chân bùng họ nghèo nhưng họ không nghĩ đến lợi ích phi nhung là một người tốt nhưng những gì chị ấy cống hiến cho xã hội đã đổ biển mỗi khi người hâm mộ nghe lại giọng hát của chị họ sẽ sợ hãi khi nghĩ đến những ê kíp quản lý của phi nhung đã đối xử với con nuôi người con mà chị thương yêu nhất quá tệ, thật tội cho phi nhung và cháu hồ văn cường. thi na bùi những người đối xử tệ với em hồ văn cường trong hoàn cảnh này như là quản lý đuổi em và gia đình ra khỏi nhà rồi còn vu oan giá họa cho em thì trời cao thấy rõ sẽ có ngày họ phải chịu quả báo những gì họ đã và đang làm cho em Hậu Văn Cường cố lên Cường ơi nhạc hay nhất nếu là tôi tôi sẽ đến chùa nếu không cho vào với lý do chưa chích đủ hai mũi thì tôi quỳ lại mẹ Nhung ở cổng chùa Nguyễn ừ. Ben cũng chỉ là tự nhớ về Phi Nhung ở đâu cũng được miễn là có lòng là được rồi ừ. đó đây mình đọc hết những ý kiến của các bạn nha Ngọc Điệp đặng tội nghiệp cho con quá cường ơi, mong con luôn được bình an và học thật giỏi. Mọi chuyện sẽ qua thôi, con nhé. Cố lên nhé con. Đạt Nguyễn, tôi đồng ý với phân tích đầy ý nghĩa của anh, nghĩ mà thương cô Phi Nhung và cháu Cường cần lên án ekip quản lý của Phi Nhung. Xanh xem là anh này là anh Thạnh, anh hay uh, uh, một người khán giả mà luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho Cali Sài Gòn à, Cảm ơn anh rất là nhiều và anh cũng dành tình cảm ưu ái đến Phi Nhung và cháu Hồ Văn Cường rất là nhiều Mình có chia sẻ tâm sự Hồ Văn Cường ba đoạn viết à, hai bài thơ bộc bạch về ca sĩ Phi Nhung và anh Chí Tài trên hai kênh không biết anh có đọc được hay không à, Thương nhớ Sài Gòn của anh à, Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, mình có đọc được hết trơn đó anh. À, có lúc mình nhớ rồi mình chia sẻ có lúc mình quên nếu mình có quên mình à... xin lỗi anh nha thì Thúy Đinh thực tế đã rành rồi ekip rất bẩn thiểu đã đối xử với cháu Hồ Văn Cường người đời chưa nhìn rõ nhưng trên cao ông trời đội xuống Trần gian không chừa một ai đâu hãy đợi đấy những ekip quản lý của ca sĩ Phi Nhung sẽ nhận được quả báo mà thôi ở đây là cái người này nói là và cái những người ekip cũ và quản lý của Phi Nhung có những lối hành sự mà không đúng với cháu Hồ Văn Cường mà trù dập cháu với cùng với gia đình cũng giống như là đưa những clip của gia đình lên đó đó là một cái cử chỉ nếu mà theo người ta nói là rất là đúng mặt à, nhất rất là hèn hà à, đây đây là anh Thành viết tiếp à, anh ơi ngày cúng thất 49 ngày ca sĩ Phi Nhung sư cô thích Minh Viên là một điều quá tuyệt vời toàn tâm toàn ý lo việc lễ cúng thất được viên mãn sư cô một người thầy một người đồng hành với ca sĩ phi nhung nuôi các con phi nhung đến ngày hôm nay khi phi nhung ra đi để lại sư cô nguyện tiếp tục nuôi dạy các con những gì phi nhung đã làm giữa lúc này sư cô và các con dành hết những gì tốt nhất cho phi nhung và các con phi nhung thành tựu viên mãn tại chùa pháp vân hương thơm không bay ngược chiều gió, hương người đức hạnh ngược gió muôn nơi. Tiền không phải là tất cả, đức hạnh giá trị sống mới là một kiếp người. Chào anh Kali Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, nhiều cái, cái cái bình luận của các bạn mình đọc nhiều cái rất là hay luôn các bạn, mình cũng học hỏi các bạn rất là nhiều. Thúy Nguyễn, tội thằng nhỏ gặp bão lớn mà không có một ai thật sự cứng rắn hay có người góp ý sâu sắc cho cho em. Kim Navy chắc ở Mỹ hay lấy tên Navy là hải quân á mẹ các bạn. Này. Bọn chúng bày đàn quyết cắn xé hồ Văn Cường, dìm em xuống không còn đường sống. Ngọc Sơn và Bầu Thị vì che chở cho hồ Văn Cường mà bị vạ lây, chứng tỏ chúng là bầy thú dữ Hồ Văn Cực im lặng, càng chứng tỏ em ấy là người có tâm, có nghĩa. GSM SV Ngọc Sơn, mà bọn nó còn dậy đăng đàn thì cháu Cường có cái gì? Nhỏ như con nai vàng ngơ ngác, không hiểu lòng người nhâm hiểm tận cùng. Huy Nhung nhận con nuôi để cho lũ xối già ngậm nhắm suốt mấy năm trời đến giờ chăm chút, đến giờ là quản lý cũ họ ý người này nói đến giờ thì quản lý cũ chăm chút cho ba cái cô con gái nhỏ là con nai vàng ngơ ngác để lấy lại danh dự, rồi họ từ từ sẽ từ từ khoai, từ từ nhai như khoai á, có nghĩa là giống như kiếm lợi từ ba cô gái nhỏ này hả? À, mình không hy vọng nữa. sau chuyện này thì gia đình của các ba cô gái kia sẽ thấy nhận thức cái nào là đúng cái nào sai cái gì mình có cần quản lý hay không hay là mình tự đứng ra làm quản lý. Ừ. Luận đặng thị, chào anh Cali, chúc anh Cali Sài Gòn, chúc gia đình anh Cali sức khỏe thành đạt trong cuộc sống. Hôm nay là ngày 15 tháng 11 là ngày cúng thất 49 ngày cho của ca sĩ Phi Nhung. Tôi không đi làm mà nghỉ ở nhà để dự ngày này, cũng là cầu mong cho Phi Nhung về dưới xứ vàng được siêu sinh. Tịnh độ và chờ xem cháu hồ Giảng cường có tới chùa thắp hương cho mẹ hay không vì đã lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy được cháu nhưng không thấy tôi cũng buồn nhưng nghĩ lại à, chắc có phải vì một lý do nào đó cho nên cường mới không đến đó được vâng à, thì hồi nãy giờ mình cũng đã chia sẻ rồi chắc chị cũng đã hiểu được là tại sao à, có nhiều cái comment, những cái bình luận các bạn mình đọc mình thấu vào tim có những cái nó đau giống như một cái kim đâm nhẹ vào vậy có những cái là mình cũng trùng lòng là đàn ông người ta nói đổ nước đổ máu với ai mà rơi lại nhưng mà là con người con người thì phải có trái tim máu màu đỏ không các bạn cho nên đôi lúc chúng ta nó cũng thấy nhói nhói cũng thấy uh, nếu mà chúng ta cảm thấy đau và cũng đã cảm thấy buồn chúng ta cũng chạnh lòng uh, cái sự nước mắt tự rơi đó là chuyện bình thường thôi thì Kali cũng không phải là ngoại lệ khi đọc những cái comment mà um, các bạn quý vị ông bà cô bác anh chị em dành cho cháu cường có nhiều cái bình luận rất là hay nhiều khi tôi đọc ngồi một mình rồi tôi lấy khăn chậm trên khoe mắt của mình một chút xíu à, nhiều người nhiều khi nghĩ rằng ồ mình có đáng là ông không như vậy cũng khóc được được nữa sao chuyện bình thường thôi ai cũng vậy mà công Lê, tôi nghĩ Hồ Văn Cường không cần đến đó, cũng ở đâu cũng được, ở lòng mình thôi, em chưa chích hai mũi uh, COVID thì cẩn thận, không ai trách em đâu Cường ơi. Em Nguyễn, em nghĩ họ không đơn giản chỉ là quản lý đâu anh. Vì nếu họ chỉ là đơn giản quản lý thì họ không vùi dập cháu Cường từ ngày Phi Nhung mất, họ là những người lớn mà đi ăn hiếp một cháu bé mới vừa 18 tuổi ăn chưa no và lo chưa tới vì những bé trai phát triển chậm chạp hơn bé gái và lại cháu Hồ Văn Cường từ nhỏ sống dưới miền quê. Tâm tánh của cháu hiền lành chất phát. Chúng ta là những người sống bên ngoài mà không hiểu thấu được bên trong gia đình của ngôi nhà Phi Nhung ở. Người ta nói chuyện nhà ai nấy tỏ, đèn nhà ai nấy sáng, à, trắng của ai nấy xị. Cho nên mình không biết, cũng không thể chỉ trích hay phê phán họ. Người đi thì cũng đã đi rồi Chỉ trách cho những người còn sống Không vì tâm đạo Nên mới đối xử với cháu Cường như thế Cháu Hồ Văn Cường Làm vậy cũng không sai Vì nếu cháu Hồ Văn Cường là một người sống Có đạo đức, có hiếu Thì cháu là một mâm cơm chai Cúng tại gia Đó cũng là đã trả một phần hiếu cho phi nhung rồi Có người bạn này tên là Có thể bạn chưa biết cái tên cũng hay hay ha Thương quá Cường ơi, cổ lên nha Họ ác thì họ gặp quả báo hơn con Nhà bè Mimi Hồ Văn Cường không đến là đúng rồi 6 năm qua em đã chịu đựng quá nhiều rồi Từ một quán quân em đi hát Cũng mong có tiền phụ giúp cho cha mẹ mình Nhưng rồi em không được gì cả Mang tiếng vô ơn à, Thật là bất công Nếu con mình như vậy Thì mình có chấp nhận hay không A lên Bùi. Con nghe mà tim con đau, con đau nhối tội cho bé quá. Vâng, đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với lại các bạn và cộng đồng mạng hôm nay. Nghĩ về cháu Cường thì lại càng thương và trong lòng thì muốn cho cháu yên yên tâm học online bây giờ tất cả ai cũng biết là cháu đang học online và sắp sửa và vào trường đại học qua uh, sen đại học uh, một mặt thì muốn cháu yên ứng uh, học hành uh, tâm tịnh đừng có buồn nhiều nữa uh, chuyện thị phi hãy bỏ qua một bên hãy tập trung vào chuyện học trước hả nhưng một mặt thì lại chúng ta lại muốn muốn gặp cháu cường cái đó nó hơi uh, <laughs> <laughs> dùng dằn trong lòng của chúng ta không các bạn ha một mặt thì chúng ta lại muốn vậy nhưng một mặt chúng ta lại muốn thấy cháu có bình an hay không phải chi lúc trước mình nói phải chi à, cháu lên online à, livestream một lần để cho tất cả mọi người được thấy à, cháu được bình an nè à, cháu cũng có cúng à, một mâm cơm có bàn thờ của mẹ phi nhung ở gần đó đó làm như vậy thì mọi người rất là mừng nhưng mà thôi đây là cái sự đang im lặng đi nếu mà cháu cúng hay cháu làm gì đó lỡ có người nào hay là cộng đồng mạng xui ra được cháu ở chỗ nào rồi uh, nó có những việc không hay xảy ra nữa thì điều đó là cũng, cũng không ai muốn các bạn ham hoặc là cháu làm như vậy rồi họ sẽ tấn công họ sẽ suy nghĩ ra những cái chiêu trò này chiêu trò kia nữa nó làm phiền cho cháu nữa cho nên uh, chúng ta cầu mong cho cố ca sĩ phi nhung đỡ đần che chở cho Wendy và cả 23 đứa con nuôi của cô ta vì là chúng ta cũng thấy cũng vui rồi ừ. còn đối với riêng chấp cường cố gắng học hành và à, phải nó bác mới đúng hơn tại vì chắc có lẽ bác lớn tuổi hơn cha mẹ của cháu bác cũng như là tất cả khán giả cũng sẽ cũng cũng biết được rằng là ở ngoài đó rất có nhiều người và nhiều người có khả năng giúp cháu trên con đường ca hát và nghệ thuật và mong rằng cháu là idol kids trong lòng của mọi người muôn thuở và cháu sẽ thành công càng thành công hơn người ta càng gì mình mình càng phải càng thành công hơn phải lấy cái giá trị thành công của mình để cho họ thấy mình không có quan phế và không có quan phí sự dạy dỗ của mẹ phi nhung nhà cháu cường vâng cảm ơn tất cả các bạn đã cùng với mình chia sẻ một đoạn clip ngắn nói về cháu hồ văn cường nếu thấy thông tin hữu ích cho Cali Sài Gòn một cái like và những nút đăng ký kênh cũng giống như là một cái kênh phụ là Thương Nhớ Sài Gòn. Thành thật, cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.